thưa quý vị thế giới mà chúng ta đang sống đây đó là không phải chỉ có con người với à, với cái địa cầu này đâu nhưng kinh thánh cho chúng ta biết rằng thế giới mà chúng ta đang sống á là có thiên chúa cha ở trên ở trong ở giữa mọi người nhưng mà ở, ở cái tầng dưới đó thì quý vị biết rằng là, là ma quỷ nó khống chế cho nên à, trên một cái góc nhìn thì ma quỷ là vua cầm quyền của thế giới này nhưng mà nó không phải là không phải là vua đâu nó chỉ là nếu mình nói đó là à, chẳng hạn như là chính quyền ấy, là người ta có quyền ở trên hết nhưng mà ở cái góc phố nào đó thì rõ ràng là cái tụi uh, bụi đời cái tụi uh, xã hội đen nó nó vẫn có nó có quyền của nó nó thông lãnh ở bên dưới ấy nó cái vùng ta nói cả cái vùng này là của của uh, năm cam của uh, hai bánh <laughs> hay là của uh, gì đó dung gì đó ha uh, tức là um, nếu mà nhìn ở một góc khác uh, thì mình thấy cái quyền lực của ma quỷ uh, và ở đây kinh thánh có nói đến cái quyền lực của ma quỷ uh, ma quỷ như là sư tử rống Quý kinh khủng không? Rình mò chung quanh chúng ta Nó tìm kiếm người nào có thể nút được Ở trong episode đoạn 2 của 2 Thì nói rằng là Ma quỷ Là vua cầm quyền chống không trung Tức là thần Tức là thần hiện đương hành động Trong các con bạn nghịch các Quý vị thấy Ma quỷ là vua cầm quyền chống không trung Ephesians đoạn 2 câu 2 là thần hiện đương hành động hành động ở trong ai hành động trong những người mà nghịch về với Đức Chúa Trời những người những người chống nghịch là Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó đương hành động ở trong chúng ta để ý hả ừ. chứ không phải nó chỉ hành động ở bên ngoài đâu đâu nó cầm quyền là vua cầm quyền chống không trung nhưng mà nó là thần hiện đương hành động ở trong bên trong của những người chống nghịch lại Chúa, những người không thuận phục Chúa thì ma quỷ nó hành động ở bên trong. Đó là điều rất là kinh khủng quý vị. khi nói về ma quỷ ở trong văn gian đoạn 14 á, và đoạn 16 thì có nói rằng là vua của thế gian này hầu đến à, đồng đoạn 14 câu 30, gian đoạn 16 câu thứ 11 thì nó rằng vua của thế gian này đã bị đoán xét. Đây, Giang đồng 16 quyền 1 về sự phán xét vì vua của thế gian này đã bị đoán xét. Như vậy thì quý vị thấy rằng ma quỷ ở một góc nào đó nó là vua nó là thống lĩnh cũng giống như là xã hội đen nó ở đây cái vùng này là cái ông ông ông, ông làm chủ đấy này là vua đấy và mấy ông đó đương hành động á ông ông nói là những người đó phải nghe phải nộp nộp tiền phải vân phục à đấy thì kinh thánh cho chúng ta biết điều này để rồi chúng ta nhận ra chứ đừng có đừng có coi thường và cũng đừng có sống mà nó không cần ai hết á có nghĩa là có nhiều người nó tôi không cần tôi không cần theo chúa tôi không cần có chúa <laughs> quý vị nhớ khi chúng ta không có chúa là có ma yeah. quỷ khi mà mình khước từ chúa là ma quỷ nó xâm nhập liền kinh khủng lắm giống như nhà trống mà chú chỉ sư kể có uh, một cái ngôi nhà kia à, khi mà ma quỷ đuổi ra hết rồi thì nó đi khi bị đuổi thì nó đi đi nhưng mà đi dông dài cuối cùng nó, nó quay lại nó thấy cái nhà còn trống <laughs> nó thấy cái nhà còn trống cho nên nó <laughs> quay trở lại liền và không phải nó quay trở lại một mình mà nó rủ thêm bảy con quỷ nữa cho nên quý vị biết nhớ đó khi mà ma quỷ nó quằn lại là nó nó quăng còn kinh khủng hơn chứ không phải là không phải nó chỉ đến có một mình ở đâu mà nó rủ nó nó ô cái nhà này trống ngon lành quá ok tụi vây cũng đương uh, rảnh phải không không có chỗ phải không ok đi theo tao rồi vô này và bắt đầu nó nhập vô à và quý vị biết cái tình trạng người đó tồi tệ hơn nữa cho nên á ma quỷ nó là vua nó là thần giữ hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Ephesians đoạn 2 câu 2. À, hãy nhớ, rất là kinh khủng cái điều này. À, chúng ta à, ở trong trong một cái cái câu nữa đó là à, Cô Rinh Tô Nhì đoạn 4 của 4. Cái câu này cũng dễ nhớ. À, Cô Rinh Tô Nhì đoạn 4 của 4. À, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chúa lọ của tin lành đấng Christ là đấng ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Những kẻ chẳng tin Chúa đời này đã làm mù lòng họ kinh khủng chưa? Nếu không tin Chúa, nếu không sống bằng đức tin thì ma quỷ à, là Chúa đời này nó tới nó bịt mắt mình này. Ừ. Nó tới nó làm mình tối tâm mà bắt đầu nó dẫn mình đi. Ý vị nhớ nghe. Chứ đừng có nghĩ rằng ok là tôi Không phải là tôi đâu Mà ma quỷ Nhớ hả à, Ma quỷ nó dẫn dường như bây giờ nó dẫn có nhiều người Tôi thấy nó dẫn không bao giờ tới nhà thờ nữa <laughs> Đây. Cái đó là gì Lúc đó là nó tối cái lòng rồi Cái lòng mà bắt đầu đó đóng bít lại họ nói, Ví dụ như một cái chuyện gì đó nó không đáng cái Ví dụ như cái chuyện gì đó Họ không được hài lòng Họ nói với một ai đó Và ai đó không nghe lời họ Ví dụ đi <laughs> Là họ giận Họ dặn họ đi thì họ cứ nghĩ rằng khi họ bỏ đi như vậy đó là họ đi tại vì họ đi mà. Tôi không thích tôi đi đi thôi nhưng mà họ không biết rằng đó là ma quỷ. Và ma quỷ nó dặn nó không phải dặn như thế đâu, nó dặn tiếp tục nó dặn đi sai tiếp. Nó dặn chúng ta bắt đầu chúng ta cứ nghĩ là mình vẫn đúng nhưng mà thật với quý vị, rồi mình thấy mình hơi đúng đúng. <laughs> Chứ, mình thấy nó dường như chánh đáng vậy đó, nhưng mà rồi mình cứ biện minh biết á nhưng mà rồi tôi nói cái gì đó là ma quỷ rồi nó dẫn dẫn dẫn, dẫn già dẫn già rồi là cháu chú luôn tôi đã thấy những nhiều người như thế lắm rồi khi mà bắt đầu à, hồi đó ở quê tôi đó có một cái anh anh này anh xuất sắc lắm bình thường thì anh bình thường rồi sau đó cái tự nhiên sau một cái giai đoạn nào đó anh được bầu cử vô làm trưởng ban thanh niên rồi vô trong ban trị sự đó thì bắt đầu là anh kêu căng anh yêu căng thì anh tỏ ra bề ngoài cũng thiêng liêng lắm đi nhóm nó cũng siêng năng nhưng mà anh có một cái cái một điều mà anh không có nhận ra đó là anh đoán xét anh sống anh rất là kiêu càng anh đoán xét tùm lum người hết và trong đó anh đoán xét luôn cả ông mục sư đó ông ông làm lên lớp ông mục sư đó dữ lắm mà trong lúc đó tôi nhìn ở góc tôi thấy ủa anh đâu có anh đâu có gì đâu mà tại sao anh làm vậy và bắt đầu khi mà anh đoán xét anh phê phán anh lên lớp anh tỏ ra rồi anh bắt mãn rồi anh đi nói với người này đi nói với người kia rồi bắt đầu anh tìm đủ mọi thứ để anh làm cho giống như là anh muốn chứng tỏ cái ngã của anh và sau khi anh chứng tỏ một thời gian quý vị gì không anh không đi nhóm nữa <laughs> anh không đi chuyện một hai ba tháng thì anh đi một lần thôi tức là giận rồi đó rồi khi mà hai ba tháng đi một lần là tại vì cái lương tâm anh ma quỷ nó cho anh đi chút chút như vậy để cho nó đánh lừa nó ru ngủ anh đó mày nghĩa là nó ok tôi cũng tin chúa đấy chứ tôi không có bỏ chúa đâu rồi cái thời gian cái tôi ở hầu đó tôi ở, 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 trong miền nam tôi lâu tôi về tôi thăm tôi ghé tôi ngang tôi thăm tôi thấy anh, 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 anh ăn đồ cúng bắt đầu anh đi anh đi tại vì khi đi ra ngoài bắt đầu anh nhậu lại anh nhậu lại rồi anh ăn đồ cúng rồi là tiêu xong cuộc đời và cuối cùng một năm một năm sau hai năm sau mới thấy gọi là anh cứ lương tâm anh đó, ma quỷ Nga, rồi ma quỷ nó nó cho thôi kệ đi 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 một chút đi đi một chút cái để rồi nói với mọi người là tôi cũng đi đây chứ tôi có bỏ chúa đâu <laughs> nhưng mà bỏ rồi bỏ xa lắc rồi <laughs> mù rồi có gì thấy chưa cho nên tôi muốn kể câu chuyện này để cho quý vị thấy á, là ma quỷ nó kinh khủng lắm đừng có nghĩ rằng ở okay, là mình nó tôi nó không có mình đâu mình tối thui mình làm sao gì vậy có nhiều người tại sao mà họ đi tự tử ma quỷ nó làm lòng họ mù tối Tại sao họ làm những cái hành động ngu xuẩn Là cái đó là ma quỷ đi dẫn dắt họ chứ không phải là họ Bởi vì nhớ nha à, Bởi vì chúa đời này làm mù lòng họ Tức là ma quỷ nó làm mù lòng Mà khi mù rồi thì không thấy gì nữa hết <laughs> chỉ cho mình đúng thôi cứ, 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 cứ thấy có một chuyện đó thôi Cứ nghĩ như vậy đó Mình đứng mù mà à, Mình đứng sống ở trong ảo Thế thì quý vị biết rất là nhiều điều Mà ma quỷ tấn công chúng ta nó tấn công nếu mà chúng ta cho nó nhân diện chúng ta mở cửa cho nó thì quý vị nhớ là ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta ngay à nhiều khi đừng có nghĩ rằng là mình theo chúa rồi thì ma quỷ nó không 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 theo mình nó theo mình chứ nó rình mà <laughs> nó đừng rình để nó chờ một cái sơ xuất nào đó và chỉ cần quý vị mở cửa cho nên quý vị để ý những cái cánh cửa những cái cánh cửa mà chúng ta mở đó chẳng hạn như là những câu chuyện chúng ta nghe những hình ảnh chúng ta xem những người chúng ta giao tiếp quý vị đừng có nghĩ đừng có coi thường cái này nhiều khi mình giao tiếp mình giao tiếp với cái người xấu liền là mình bị cái 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 xấu của họ đó cái bóng tối của họ đó nó lan qua với mình à, cho nên tại sao mà chúa nói rằng là phải phân rẽ phải ra khỏi không đá động à, phải phân rẽ có những chuyện phải phân rẽ chứ mình không thể tiếp tục có những người quý vị không thể tiếp tục nói chuyện được tôi thưa quý vị mà quý vị nói là quý vị Tại vì sao? Bởi vì cái linh ở trong họ đó à, Nó sẽ gieo vào trong chúng ta Ví dụ mà những người đó Những người đó rất là nguy hiểm Những người thân chúng ta rất là nguy hiểm Nếu họ không có chúa rất là nguy hiểm Tôi nói quý vậy, Mình không có thể thân, thân thiết như là bình thường được Tại vì ma quỷ nó chỉ lòng vào đó thôi Chẳng hạn như quý vị thấy Cái người mà mình ma quỷ nó dùng nó lại là ông Ferro đó Phêrô đó quý vị khi mà ông Phêrô rất là gần với Chúa, bạn ông Führer là một con người có thể nói rằng có nhiều cái sự tiến bộ Nhiều cái sự tích cực Nhiều cái biểu hiện Mà rõ ràng là chứng tỏ ổng là một con người Không phải là ổng đến với Chúa một cái dạ dối đâu Chân thật Nhưng mà bởi vì ổng được khen nhiều quá Bởi vì ổng gần gũi với Chúa Thì ma quỷ nó dùng ổng Bởi vì ổng mới có thể hại hại Chúa được Chứ còn mà những người khác nó là không được đâu Cho nên nó sẽ sử dụng cái người rất thân của chúng ta vì vị nhớ cái người rất thân yêu của chúng ta bởi vì người đó mới có thể lai like chuyển được lòng của chúng ta và nó sẽ sử dụng nếu cái người đó mà không có chúa thì nó sẽ sử dụng để nó gieo vào trong đầu chúng ta rồi quý vị để ý đến những cái nguồn mà chúng ta nghe những mắt chúng ta thấy hàng ngày bây giờ đã cẩn thận với những gì mà chúng ta nghe và xem facebook hàng ngày nếu chúng ta xem facebook hàng ngày nghe hàng ngày mà chúng ta xu hướng về cái gì à, nếu mà một người đã xu hướng về một cái điều xấu thì cái điều xấu bắt đầu nó xâm nhập vào Ví dụ như mình xem hình ảnh Cứ toàn là mấy hình ảnh xấu không Thì bắt đầu Những cái đó nó bắt đầu ma quỷ nó xem vào Nó xem vào thì một ngày nào đó cái là, Phạm tội hiếp, hiếp dâm <laughs> Đấy như thế thôi Có nhiều người quý vị thế Tại sao mà họ đi hiếp dâm người khác Bình thường họ đâu có gì thế Nhưng mà cái đó nó nằm ở trong mà, Ma quỷ nó bên trong rồi Họ xem phim xét phim đủ thứ hết rồi một ngày nào đó họ, họ một cơ hội nó đến cái đầu nó đến là họ quên hết chỉ cần quên thôi 5 phút thôi chứ đâu cần nhiều mà 5 phút nó tấn công mình rồi và sau khi nó 5 phút mà mình thất bại rồi nó trói mình liền đúng không <laughs> nó trói mình nó rồi ai cũng biết hết rồi rồi xấu hổ rồi rồi bây giờ ngã luôn đi đi luôn đi đây và quý vị thấy không đó là cái cách của ma quỷ à, sau khi chúng ta đã bị rồi thì chúng ta chúng ta thay vì chúng ta đến với chúa chúng ta không đến chúng ta tự ái giống như vua da đó vì thế khi mà vua da ông đã phạm tội ông mà tội xong rồi là ông biết ông có tội ông biết ông sai rồi ông đem tiền ông quăng ông trả lại rồi cái gì thế nhưng mà ma quỷ nó trói ông vẫn còn trói ông đúng ra đó là tới cái chỗ này bắt đầu ông có thể thoát ra được ông nhận ra được nhưng mà ông không thoát được tới cuối cùng ông vẫn thua <laughs> thua ma quỷ ma quỷ nó kinh khủng lắm giống như bây giờ ok ok bên anh từ chối anh không muốn chích xì ke nữa phải không anh muốn đi về phải không ok ok vẫy dũa được chút thì nó cũng có cách khác nó trói à nếu mà chúng ta không quyết liệt nếu chúng ta không thật sự muốn muốn giải thoát thì chúng ta sẽ bị quanh quẩn miết thôi và sau khi nó có đó mình nó bị thất bại mình ngã một lần hai lần rồi là bắt đầu mình không còn sức nữa mình không còn cái cái cái, cái nghị lực không còn cái gì nữa hết à, và rồi ma quỷ nó trói mình thôi cho nên quý vị phải cẩn thận về những điều mà ma quỷ sẽ tấn công chúng ta kinh khủng lắm. Tại vì những người không hiểu thì không sợ ma quỷ. Và tôi thưa quý vị chúng ta yếu đuối lắm, chúng ta không là chi cả. Đấy. Chúa nói đó, ông với cái VR và những người theo Chúa đó Chúa nói rằng hãy ở đây và tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng mà họ không cầu nguyện họ ngủ à. <laughs> họ ngủ. Nhiều khi không cầu nguyện, không nhờ cái Chúa gì cả, cứ ngày cứ ngày đêm chúng ta xem Facebook, chúng ta coi đủ thứ rồi nói chuyện với con người rồi làm đủ thứ chuyện hết thì ma quỷ nó nhập mình thôi. Nó nhập từ từ đó Quý vị không có biết đâu Mình nghe những câu chuyện Mình thấy cái hình ảnh Nội cái hình ảnh không đó Tôi nói quý vị à, Chúng ta cứ xem những cái hình ảnh không tốt Là những hình ảnh đó Bắt đầu nó, nó nằm ở trong cái memory của mình ấy. Đây Ở trong cái, cái trí nhớ của mình ấy. Rồi một ngày nào đó Bắt đầu nó dùng cái đó Nó diễn ra rồi một ngày nào đó nó làm cho nó làm cho mình ở trong hội thánh là mình những người mà thân yêu với, với đi trong con đường của Chúa đó bắt đầu có những vấn đề xảy ra có những cái bất đồng xảy ra và bởi vì mình nhìn ở một cái góc khác mà nó nó nói với mình khác một đường thế này nó nói khác nó làm mù mắt mình để mình hiểu ô cái sự việc đó không phải nó thế này thế kia và bắt đầu cái cái sự tối tăm nó nó đẩy vào nó dẫn mình để mình đi lạc luôn tôi nói điều này để cho chúng ta khi học lời Chúa chúng ta phải hiểu và chúng ta phải áp dụng chứ không phải là chúng ta cứ đi theo Chúa rồi không biết gì hết tưởng là mình học kinh thánh không là đủ no Tôi thưa quý vị Nếu chúng ta không hiểu về tâm linh Nếu chúng ta không có nhận ra được rằng Thế giới mà chúng ta đang sống đây là Như bây giờ tôi đương nói đây là ma quỷ Cũng đương nghe đấy Đấy Khi mà tôi giảng Tôi nói với quý vị Tôi giảng trong một số những cái hội, hồ, hội thánh Trong một số những cái lớp học Mà khi tôi nói với ma quỷ Là ma quỷ ở dưới nó nghe nó dậy lên luôn Hả à? Những người mà có ma quỷ là nó dậy lên nó ngã xuống nó la lên là nó phản đối được nhiều cách lắm chứ không phải là bình thường còn nếu tôi không nói gì hết á tôi chỉ nói chuyện đạo đức cho vui nó kể chuyện cười thì ma quỷ nó không sao hết đó. nhưng mà nếu tôi nói trong quyền năng của chúa nếu tôi công bố lời của đức chúa trời và đụng đến ma quỷ thì ma quỷ nó dậy lắm Đấy. cho nên phải biết là ma quỷ nó ở khắp nơi vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận chứ và cũng đừng có lo không phải là ma quỷ nó thắng chúng ta được thấy không Nhưng ngày hôm qua chúng ta học đó là không ai có thể cướp à, chúng ta sanh bởi đức chúa trời và đức chúa trời gìn giữ chúng ta à. đức chúa trời giữ chúng ta và không ai ma quỷ không làm hại chúng ta được thấy không đó là câu 18 mà chúng ta học ngày hôm trước ma quỷ không làm hại chúng ta được nhưng mà nó làm hại là khi nào là khi mình mở cửa mình mời nó mà mình rời nó mình chiều thấy nó và mình sống ở trong một cái môi trường là giống mình đi ra gió thì bị sẽ bị 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 cảm lạnh thôi mình thích ra gió đó, đó. vì vậy cho nên chúng ta phải giữ chúng ta phải xin chúa soi sáng nhận nhắc mình để mình nhận ra được ma quỷ mình thấy nó được và mình đừng coi thường tôi nói quý vị đừng coi thường có nhiều người sau khi họ bắn chết tất cả những người thân yêu của họ rồi họ, họ tự tử luôn cái đó là gì <laughs> ma quỷ chứ còn nếu mà họ nó họ ghét ai đó họ giết người thôi chứ ông đó ông tức vợ ông à, mà ông giết vợ ông vợ tiếp giết con ông xong rồi ông giết ông luôn cái đó là ma quỷ đó có những người ly dị rồi có người ly dị rồi đó chứ không phải là ông ly dị thế mà chỉ nghe người khác cái người người vợ của mình có cái chuyện gì đó bắt đầu qua sách súng bắn cái đó là cái gì xong xong đóng rồi đi vô tù thì tất cả những cái này đó quý vị biết đó là ma quỷ ma quỷ nó làm cho người ta như vậy đó người ta nổi cơn đến đó. chuyện gì đâu đâu không cái chuyện không đáng gì cái chuyện không phải nữa thì chúng ta phải cẩn thận tôi nói điều này là không phải tôi nói thật quý vị rằng tôi trải nghiệm về cái chuyện ma quỷ rất là nhiều nó hàng ngày nó tấn công đủ mọi mặt hết nó làm chúng tôi những người hồi bị chúa chúng tôi cũng là bị sự tấn công không phải là quý vị chúng tôi là càng bị cái sự tấn công nhưng mà sự tấn công đó mình có chúa mình ở trong cái sự ngắt của ngài là mình không sợ đó bởi vì sao bởi vì ma quỷ không làm gì được mình hết <laughs> chứ đừng có sợ đó làm sao mà cái cái bọn du công du đảng mà nó nó thắng chính quyền được đúng không chính quyền cái đó là là quyền trên hết mà chúng ta ở dưới cái sự điều khiển của chúa chúng ta là con cái của đức chúa trời we are children of god còn thế gian này cả thế gian này kinh khủng nha cả thế gian này whole world is under the control of satan of evil one Okay. vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận với vì cái quyền của ma quỷ nó kinh khủng lắm và à, ok có một câu nữa đó là quý vị biết rằng là những người mà những người mà thuộc về ma quỷ đó thì ma quỷ nó mới nghe. À, những người à, ở trong à, à, kinh thánh nói với chúng ta rằng những người mà thuộc về ma quỷ đó, thuộc về thế giới tối tăm, thì họ sẽ nghe với nhau. <laughs> ok, nghe. Tức là cái cái ảnh hưởng. À, mà người ta gọi đó là cái cái từ trường đó ok ha khi mà quý vị ở trong chúa đó thì chúng ta có cái từ trường thiên liêng từ trường thuộc linh có nghĩa là những người tốt đó. giống như bây giờ mình tự nhiên mình tới hội đồng cái mình chung quanh mình toàn là những người họ yêu với chúa tin kính chúa cái tự nhiên mình cảm thấy mình mạnh lên liền đấy cho nên quý vị đấy cho nên nhiều khi cô xương nói tại sao tới nhà thờ cái tự nhiên thấy cái vui lên liền là, là lý do. tại vì khi đó cái từ trường chung quanh mình toàn là những con người có chúa hết có ơn chúa nữa mà nhất là mình tới một cái nơi nào mà có ơn chúa nhiều người họ thật sự giống như quý vị nghe một người nào đó họ giảng mà cái sự rao giảng của họ có đầy thánh linh cái những quý vị mạnh lên này. ngồi dưới mình thấy mình mạnh lên liền cái đó là cái, cái ảnh hưởng đấy chưa thì cũng vậy nếu mà chúng ta không có à, theo Chúa chúng ta toàn là những cái người mà những người không tốt không à? à thì thưa quý vị là những người không tốt đó họ sẽ ảnh hưởng chúng ta những người xấu đó ảnh hưởng chúng ta chứ không có phải là là chúng ta sống rồi cứ mãi như thế chúng ta không ảnh hưởng ai hết đâu rất là kinh khủng vì những người thuộc về đời này họ có một cái từ trường xấu khi mà chúng tôi đủ quỷ thì khi chúng tôi rủ quỷ đó tôi thưa quý vị là ma quỷ đương bị khống chế đương la ré đây mà sắp ra rồi thế thì những người hàng xóm những người chung quanh đó họ nghe cầu nguyện lạ quá mà tò mò cái họ có cái cửa sổ mà cửa sổ bằng bằng kiến đó. cái họ tới họ dạch cái cái bên ngoài ra hội mở cái cửa lớn ở ngoài cái họ coi. thì khi mà họ đến, họ xem cái cảnh mà chúng tôi giữ quỷ đó, thì có gì biết gì không? cái cái cô mà cổ bị đương là uh, ma quỷ ra bên trong mà đương khống chế, đó. có cười ha 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 bạn của ta tới đây, ơ, bạn ta tới đông lắm, ta không sợ nữa. vì thế kinh khủng không? đó là tôi nói những cái chuyện mà chúng tôi trải nghiệm. Đó. và bây giờ chúng tôi phải mời những người kia đi phải nói xin tôi nói với mời mấy người đi đi đi, ra giùm để chúng tôi đu, đuổi với nó đây cái này phải không và quý vị biết rằng là cái sự ảnh hưởng của những con người đi theo với nhau đó nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn cho nên á đây là tôi phân tích để cho quý vị sẽ hiểu quý vị hiểu đừng có bao giờ hàng ngày mà mình chơi toàn lắm những người xấu không rồi mình gặp những người đó rồi mình 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 gọi là gọi là mắc ách luôn đó có nghĩa là Thăng thiết đến cái mức độ là có những người chúng ta không thể thăng được chứ đừng có bao giờ cái chuyện gì mình gặp ai mình bọc bạch hết gặp ai mình cứ mình cứ thấy tội quá mình ai nghe mình là mình nói à không chúng ta phải cẩn thận bởi vì khi mà chúng ta giao tiếp với người đó thì cái tư trường của họ cái xấu của họ cái điều mà ma quỷ đang điều khiển họ bên trong nó gọi là là thần đương hành động đó con bằng nghịch ở trong episode hai của hai nói đó, đó thì nó sẽ bắt đầu đây nó đây nó ở gần nó đây có người này, bắt đầu nó dòm xem nó nghe chúng ta nói nó sơ hở cái này sơ hở cái kia chúng ta trong này chúng ta có cái yếu này cái xấu kia có cái một chút kiêu căng hay là một cái gì đó mình bắt bắt nó mà ý nó, nó nhìn vô nó thấy nó thấy ra cái cửa bên này mình tới mình mở cửa nhà của mình mình để đó rồi mình để vàng của mình nè rồi hột sòn của mình nè nó khoe với người tôi để chỗ này nè đấy tôi làm cái này làm cái này này đó thì những người xấu á có gì biết rằng họ vô là họ phải quay phim chụp <laughs> hình này đấy ma quỷ nó đi với họ mà quên là sao những con người đó thì người ma quỷ thì bắt đầu nó quay hết nó ghi nhớ rồi bắt đầu nó nó, nó bắt đầu nó tới lúc nó hành động nó biết chúng cái chúng ta có cái gì nó biết chúng ta thích cái gì nó biết chúng ta sợ cái gì nè, nó biết chúng ta cần cái gì và ma quỷ nó sẽ cung cấp cái đó nó sẽ dùng cách để mà gọi là ma quỷ nó nhân dịp đừng để ma quỷ nhân dịp này thế thì chúng ta phải cẩn thận tôi nói cái gì đó cẩn thận có những người không thể nói chuyện lâu được quý vị chỉ nói chuyện chia xã giao thôi ok họ thông tin gì đó xong ok dừng đừng có tâm sự đừng có nói chuyện với những người mà họ không có đức tin tôi nói ví dụ như bây giờ nếu tôi có một người bạn nào đó bạn nhậu một cái người nào đó lâu kia hồi xưa họ tội lỗi đi mà ngày nào tôi cũng nói chuyện hết thì quý vị biết rằng một ngày nào đó Cái tư tưởng của người đó nó sẽ ảnh hưởng tôi Chứ không phải đâu Đừng có nghĩ mình mạnh mẽ Hay không Thì đó là lý do mà chú nó hãy ra khỏi Hãy phân rẽ Đấy Giờ chúng ta sống ở giữa thế gian này Chúng ta hòa đồng nhưng mà không có bị hòa tan Hãy nhớ Chúng ta ở giữa thế gian Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Còn họ là con của ma quỷ Thấy chưa? họ đương ở dưới quyền của ma quỷ tại sao lại mình đi mình liên kết không liên kết tôi nói quý vị đó khi một người nào mà tôi nhận ra đó là ma quỷ rồi là thôi không còn liên kết nữa mình chỉ say hay Nghe không? mình chỉ qua ok mình lịch sự thôi à đừng gây chuyện với họ nhưng mà đó là những con người quý vị không nên gặp quý vị đừng để cho ma quỷ nó từ những cái con người đó nó nó hành động và nó tấn công chúng ta cái gì giới như thế à. cục dân nhất đoạn 4 câu 4 và câu 5 đây là câu rất quan trọng mà tôi đừng nói đó hỡi các con gái bé mọn phần các con là thuộc về đức chúa trời đã thắng được họ rồi vì đắng ở trong các con lớn hơn ở trong thế gian hãy nhớ nha chúa lớn hơn nhưng ma quỷ ở trong thế gian rồi câu thứ năm dân nhất độ bốn câu năm họ thuộc về thế gian cho nên nói theo như thế gian và người thế gian nghe họ Thôi là cái vị nghe kinh khủng không đấy người thế gian nghe họ ồ oh, thật là kinh khủng chứ không có nghĩa là chúng ta không nói điện với họ được đâu tại vì họ là những cái người mà có thể thông đồng với nhau à cho nên là chứ mà ngạc nhiên đó, ở ừ, tôi sao kỳ vậy? họ họ mình nói họ không nghe mà họ, ai nói đâu họ nghe là dễ thôi cũng giống như bây giờ người thích nhậu thì chỉ có bằng nhậu nói nó mới nghe còn mình nói sao nó nghe mình rủ đi nhà thờ sao đi được người thích thích thích, thích uh, tiền thích bạc thì những người mà nói về tiền là hút liền thu hút liền vì thế giờ thấy chưa? mình làm sao mà nói được à cho nên chúng ta phải phải cẩn thận với cái này họ thuộc về thế gian cho nên nói theo như thế gian tức là họ nói là đi theo cách thế gian là họ mới nói theo ý của mình đâu và người thế gian nghe họ đấy đây là những cái câu mà rất là kinh khủng để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đừng sống ở trong cái liên minh của Chúa nếu chúng ta thật sự liên kết với Chúa và thế gian này họ liên kết lại với nhau như một cái liên minh của ma quỷ và đụng tới chuyện quý vị sẽ nghe họ nói một chiều thôi đúng không họ bên vực với nhau à, mình nói không nghe cho nên những người đó chúng ta không nói được và chúng ta phải tự, xin chúa cho mình đủ ơn để từ đó chúng ta gọi là chúa nó gọi là chúng ta là ánh sáng chúng ta phải tỏa sáng ra và cái ánh sáng đó nó bắt đầu nó chiếu để giả như bây giờ mình gặp ai đi mình nói chuyện với họ thì khi mình nói chuyện với họ đó nếu mình thật sự mình là có chúa mình có sự sáng của Chúa thì tự nhiên á, nó sẽ ảnh hưởng đến người ta. Bắt đầu cái tâm trí người ta mở ra, người ta hiểu một chút. Người ta thấy sáng sáng một chút. Người ta thấy thích, thích thích một chút. Người ta thấy mình đúng hay hay một chút. Và bắt đầu họ từ từ đó họ đi. họ Nếu mà họ họ yêu mến cái ánh sáng đó, thì họ bắt đầu họ mở cửa. Và bắt đầu ánh sáng của Chúa đến. Từng bước như vậy rồi sau một cái thời gian đến một lúc nào đó họ mới nhận ra hết. Và họ nói, ô bây giờ là tôi tin Chúa. Thấy chưa? chứ không có nghĩa là đơn giản đâu bởi vì họ là đưng ở trong tối mà họ đưng bịt mắt rồi mà ma quỷ nó làm mù họ rồi thì không sao không có cách nào mà mình chúng ta nói họ nghe hết chúng ta phải cầu nguyện chúng ta phải nhờ cậy chúa và chính chúng ta phải có sự sáng cho nên nói là chúng ta hãy giữ mình kéo chúng ta cũng bị đó bị trói đó đấy là một cái vấn đề mà chúng ta đang sống trong cái thế giới cẩn thận vì những cái lưới bẫy của ma quỷ và mỗi người anh em đây hãy cẩn thận đừng có bao giờ mà chúng ta cô thường hết đó Tại vì ví dụ như bây giờ chúng ta thấy người này tôi thấy không nói chuyện được nữa. Đó với quan điểm của tôi là như thế. Không nói được nữa. Không nên nói. Không có nên tốn thời gian mà mình sẽ ở đó mình mệt nữa. Chứ không phải là mình 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 thắng đâu. Tại vì sao? Cái thần dữ ở trong họ nó mạnh lắm. Có những người mà cái từ trường tội lỗi đó. Cái từ trường tố tâm của ma quỷ nó kinh khủng lắm. Gặp họ là quý vị thấy họ họ hét ra đấy. Họ nói những cái chuyện mà kinh khủng lắm ngang tàn lắm Đấy. và họ không, họ bắt chấp hết cái đó là ba quỷ ở bên trong họ mà chúng ta chơi với người này chúng ta gần với người này chúng ta thân với họ chúng ta nói chuyện hàng ngày thì tôi bảo đảm quý vị sau một thời gian chúng ta bị ảnh hưởng Bị ảnh hưởng cái người ta nói gần mực thì đen đó <laughs> gần đen thì sáng thấy không vì gần với ma quỷ thì ma quỷ nó xâm chiếm mình thôi cho nên đừng để những gì mà anh em thấy nó 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 thuộc về ma quỷ thì tránh nó đi tôi nói quý vị đó ha à, nếu mình thấy cái cuộn phim đó mà cuộn phim đó nó thôi trong cái này cái cảm nhận của mình là không tốt đừng coi đừng có xem đừng có tò mò thấy không những cái câu chuyện mà nó không hay gì hết thôi đừng có hỏi đừng có đừng có tìm kiếm gì nữa hết đó. nghe mình nghe tới đó mình cảm thấy hay là cái hình ảnh nó không đẹp hình ảnh nó xấu thì chúng ta không có nên nghĩ tới À, cho nên kinh thánh nói đó là điều gì tốt điều gì đáng khen à, thì anh em nên nghĩ đến còn những điều khác thì loại bỏ nó đi thì khi mình khi mình sống như vậy đó ma quỷ nó không tấn công mình được chứ còn ví dụ như bây giờ quý vị ban ngày quý vị xem giả hạn như là đây họ xem họ xử tử bên này nghe nó bên này họ xử tử công a ông b gì đó cái mình đi coi <laughs> đi coi nó được cái gì đâu không được cái gì hết cũng như giờ thấy có ai đi họ săn họ lùng giống như bây giờ ở việt nam á à, họ thấy một người đi sư à, à, minh tuệ đi à, hay quá họ đi theo biết tôi không biết họ đi theo để làm gì đấy, nếu mà nó là tu tập thì ở nhà họ tu tập chứ tại sao mà họ không chịu tu mà đi theo vì thấy chưa tức là cứ làm như thế mà người ta cuốn lên tất cả rồi bắt đầu nói xấu nhau chửi nhau tấn công nhau rồi thậm chí bây giờ tìm cách để mà hại nhau, quý vị nhìn thấy đi, con người nó như thế đó. đấy, họ tò mò và ma quỷ nó làm, nó làm cho người ta thích, nó tò mò rồi nó nói tới cũng như chính trị, nó tới rồi cãi lộn, gia đình phản tán, có nhiều người chỉ vì vấn đề chính trị thôi trong gia đình đâu mà cuối cùng mà vợ chồng cũng chia tay nhau, con cái không nhìn mặt nhau, đấy là lý do là bởi vì sao? Bởi vì ma quỷ nó làm, còn cái chuyện tôi nói ví dụ như bây giờ trong cái vấn đề chính trị thì cái sau cái bầu cử thì họ phải tranh cử thôi, và tranh cử xong rồi ai thắng cũng được. <laughs> ý Chúa <laughs> có gì đâu mà mình có gì đâu mà mình phải điên với cuồng lên là gây lộn người nào mà không ủng hộ đó là mình chửi người ta không, không có cái chuyện đó. cho nên quý vị thấy là ma quỷ nó làm những điều này và chúng ta cần phải cẩn thận như tôi nói cái vị đó ma quỷ nó kinh khủng lắm nó khôn lắm nó lanh lắm phải nói như thế Và nó tìm đủ mọi cách hết để nó tấn công Thế thì chúng ta xem lại Trong các mối quan hệ Trong các cái cái cánh cửa mà chúng ta mở đó Cánh cửa mà nghe Cánh cửa mà mắt là thấy Đúng không Và cái lòng của mình Bản thân mình này Những lúc một người mình mình ngồi mình suy nghĩ Nếu mà mình cảm thấy sao mà toàn là mình nghĩ tầm bậy không thì biết là đây là ma quỷ nó ở bên trong mình rồi đó. nghe nó đừng nói với mình đó chứ không ai ngoài hết á mà nói trong mình Này, bắt đầu nó nói nó, 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 làm mình mù mà rồi bắt đầu nó nói sai bắt đầu nó làm cho mình hiểu lệch lạc đi hả à, có người tôi nói quý vị cái ông đó ông chỉ có biểu bà vợ ông đi ra chợ bữa nay bà đi chợ bà nhớ mua chè cho tôi nha chè chè ngọt á tôi về tôi ăn chỉ như thế thôi mà bà đi không biết ma quỷ nó làm sao bà quên bà không có mua và khi bà ông mua bà về thì ông buồn lắm, ông nói vậy. hết. Họ, họ ông nói gì? ông làm thinh. Ông lầm thinh xong rồi cái là ông đi ra ngoài ông cầm cái dao Thái Lan, cái dao Thái Lan. Ông để vô cái cây mít á, để cái đó và ông tự tử. Chúng tôi rất là đau lòng. Mà quý vị biết người đó là ai không? Người đó là một người đã tin Chúa rồi. Người đó đi nhà thờ. Nhưng mà không có Chúa. Vì thế sao? Chứ đừng có nghĩ rằng là ok là không có chuyện nó xảy ra. Ma quỷ nó kinh khủng lắm. Cái chuyện nó làm cho người này tối đi. Làm cho cái ông này tối đi còn cái chè không mua có gì đâu. Không <laughs> mua thì bữa khác ba mua. Đúng không? Đấy. Có cái gì đâu, không có chuyện gì cả. Nó có phải vì một cái một cái một cái ly chè đó mà tự tử. vì gì thấy nó sao mình nghe mình thấy tội nghiệp thật. Đấy là một cái sự tối tăm tố tâm không thể tưởng được mà chỉ có ma quỷ nó làm thì thôi chứ còn bình thường quý vị vào trong tù đi quý vị gặp nhiều người và hỏi chuyện họ họ nói là không biết tại sao lúc đó tôi làm vậy tại sao mà tôi lại hiếp dâm tại sao mà tôi giết người rồi tôi phân thay ra cái gì nghe những con người kinh khủng không những người thân yêu của họ đó những người tình của họ mà họ giết rồi có người giết cả cha mẹ mình phải không rồi tại sao có những người họ lấy cả những đứa con của mình? Rồi tại sao những bà mẹ là ngủ chung với đứa con trai? Tất cả những cái này nó không phải là bình thường. Không phải là người đó. Mà ma quỷ nó ở bên trong họ. Để nó làm người ta tối đi. Mù đi. Thấy không? Và Kinh Thánh nói đó, đó là nó đưa hành động ở trong các con bạn nghịch. Quý vị đọc vào đó quý vị kinh khủng lắm. Nếu chúng ta không phục Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ phục ma quỷ mà phục ma quỷ đó không phải là mình mình tự nguyện đâu mình muốn đâu à, nhưng mà mình không biết mình không phục chúa thì nó thấy nhà trống nó tấn công mình thôi nó 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 bắt mình phải theo giống như bây giờ mình không muốn nộp tiền cho mấy xã hội đen đâu nhưng mà nó tìm tới ngay <laughs> nó tìm tới ngay và nó nó phải nộp không muốn nộp cũng phải nộp thế thì cũng vậy ngày hôm nay chúng ta không muốn đầu phục ma quỷ chúng ta phải đầu phục ma quỷ vì vậy cho nên chúng ta phải có chúa vì vậy cho nên chúng ta phải ở trong Ngài mãi mãi Và đắng ở trong chúng ta lớn hơn Hãy yên tâm Đừng có sợ ma quỷ Vì Chúa lớn hơn ma quỷ Và ma quỷ không thể làm gì được à. Ma quỷ chẳng làm hại được gì người hết Nếu chúng ta ở trong Ngài Vì chúng ta nhờ cây Ngài Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở với chúng ta Hầu chúng ta nhận ra thế giới mà chúng ta đang sống đây là một thế giới đầy quyền lực của ma quỷ và nó đương muốn khống chế nó đương giăng lưới nó đương như sư tử rình mò chúng ta nó siêng hơn chúng ta quý vị không có siêng bằng nó đâu nó chờ có thể chờ mấy tiếng đồng hồ mà nó không chờ nữa nó ngồi ngay cái cửa đó chỉ cần hé ra một cái thôi một lúc rồi đó chúng ta hé ra một cái là nó vô liền có, có ông bà kia ba giờ sáng dậy để mà và khi 3 giờ sáng thì nghĩ 3 giờ sáng đâu có ai mà đâu có ai mà Tắt uh, tác công mình đâu 3 giờ sáng mà cho nên nhà ông bà đi xuống chuẩn bị nấu phở rồi để chuẩn bị đi bán thì khi mà xuống cứ đi lên đi xuống nhà ở trên ở trên lầu với ở dưới thì xuống dưới này là nhà trên nhà trên mà nhà tầng tầng trên đâu có đóng cửa đâu và ba những người trộm nó biết nó biết là cứ giờ nào đó là là họ cũng mở cửa giờ nào là 3 giờ sáng là hai chồng này dậy mà một ngày kia quý vị biết không trong lúc hai ông bà nấu ở dưới này là ở trên nó dọn hết kinh khủng đó. nó lấy mà không biết sao không biết hay thiệt quý vị thấy ba quỷ không đấy thì thấy mấy người ăn trộm với mấy, mấy người mà xì ke rồi chứ mà họ vô họ nhà lấy trộm quý vị nó y vậy đó đó là ma quỷ đó nó khôn lắm mà cái, cái, anh chàng mà anh anh, anh, anh anh chị ke đã anh nói anh nói thiền à sao mà tôi 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 tự nhiên tôi sáng lắm là tôi vô một cái chỗ nào đó nha đấy là anh nói thiệt tôi vô một chỗ nào là tôi có thể biết sẽ đi vô chỗ nào lấy cái gì tôi là người thấy mà anh nhìn vô cái tướng khờ khờ cái tướng xin lỗi chị ke mà nhìn vô nhìn vô nó không giống ai đó. nhưng mà anh nói tôi sáng lắm anh nói nó thật á anh nói tôi tới chỗ nào là tôi biết tôi đi vô cái cửa nào mà tôi biết tôi lấy cái gì tôi nhìn vô là tôi thấy liền quý thấy kinh khủng không cái đó là ai ma quý đấy và anh đã làm được anh đã vô trong ngay cả cái nhà thờ đó mà anh lấy hết đồ rồi quý vị thấy mà anh lấy xong rồi không ai biết hết đóng hết các cửa lại không ai thấy hiểu là tại sao anh như thế lấy được mà không phải chỉ lấy bình thường đó mà anh còn lên trên trần nhà đó anh dòng hết anh gỡ hết các cái quạt trần đó mà anh thả xuống anh đêm anh lấy đi trong ban đêm quý vị thấy kinh khủng không mà anh đi vô nhà thờ bình thường là ngày là chúng tôi làm việc anh đi vô nhà thờ anh giả bộ anh định chú anh cầu nguyện thiên chúa ai cũng mừng hết sau khi anh cầu nguyện thiên chúa rồi Ở rồi anh vô là anh để ý hết leo lên chỗ nào đường gì đường gì là bữa sau trong ban đêm anh vô kinh khủng tôi tôi không thể tưởng được và họ tài giỏi như vậy nhưng mà đó là một kè một người kè thế thì tôi nói với cái gì đó ba quỷ nó như thế đấy quý vị đừng có coi thường nó nó khôn lắm nó ngó nhà quý vị nó ngó con người quý vị nó để ý vì thèm cái gì thích cái gì là nó đem tới ngay nó đem món mồi đó ngay nó biết cái mồi này mình thích mồi tôm phải không con mực thì cũng thích bông đỏ đỏ xanh xanh phải không rồi phụ nữ thì thích cái gì đàn ông thì thích cái gì nó biết hết ông này thích cái gì nó đến liền mà sau đó chúng ta ngã thôi mà sau khi chúng ta ngã rồi xấu hổ ngã rồi thôi quê quá thôi rồi nó trói luôn được rồi ok trói mình luôn rồi là xong cả cuộc đời của mình là coi như đi vào cái con đường của ma quỷ và chúng ta sẽ bị hư mất xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta nhận ra tất cả những điều này và chúng ta cầu nguyện với chúa mỗi ngày phải nhờ cậy chúa và phải tỉnh táo ma quỷ nó nó sẽ tấn công chúng ta đủ mọi mặt hết nhưng mà chúa chiến thắng tôi nói với quý vị đấy đánh ở trong chúng ta lớn hơn ở trong thế gian này và những con người thuộc về thế gian này họ sẽ liên minh với nhau và chúng ta phải liên minh với nhau là như thế chúng ta phải liên minh với nhau chứ đừng có bao giờ sống mà không có cái sự liên kết để chúng ta mỏi mệt một mình mình dù như bây giờ mình này, bắt đầu mình sống anh em của mình không có ai hết những người chung quanh toàn là cứ gây sự mình không là mình mệt liền mình thấy mình thôi bắt đầu mình co lại mình yếu đuối liền hãy liên minh với nhau để chúa cho chúng ta có một sức mạnh để chúng ta có ánh sáng và chúng ta có thể tấn công Cự cử địch và tấn công thế giới này để mà đưa nhiều người trở về với chúa xin chúa ban phước thiên với chúng ta đẹp chung để cầu nguyện quý vị nên lòng vị Chúa và dân lên Chúa là cầu nguyện lại Chúa của chúng con giờ phút này chúng con hiệp chung tại đây và cảm ơn Chúa ngợi khen ngài bởi vì chúng con đã biết ngài chúng con đã theo ngài ngài lớn hơn ngài là đấng lớn nhất và đương cai trị ở trên ở trong ở giữa ngài có quyền tất cả dầu rằng Chúa để cho ma quỷ vẫn còn hành động ở trong thế gian này một thời gian để thử thách chúng con để à, kích thích chúng con trên cái con đường phải đến với Chúa quyết liệt hơn. Chúng con biết điều này, Cha ơi, cảm ơn Chúa vì trong tất cả những lần tấn công, trong tất cả những điều mà ma quỷ làm thì Chúa luôn ở cùng chúng con, Ngài ở cùng con. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen ngài, con tạ ơn Chúa vì thật sự Chúa rất là quyền năng và Chúa rất là yêu thương. Chúa là đấng trên hết, Chúa luôn luôn dìu dắt nâng đỡ mỗi chúng con không để chúng con bị thất bại không để chúng con bị sự tấn công của ma quỷ và trói cột chúng con con cảm ơn ngài con ngợi khen chúa và giờ phút này con nhân chúa để bức đức hết tất cả cái quyền lực của ma quỷ đẩy lui hết tất cả cái sự tối tăm tất cả những cái điều xấu xa những điều mà ma quỷ muốn tấn công chúng con muốn nhân dịp để làm chúng con mù mù mắt mù lòng lại chúa giờ phút này con xin chúa chiếu sáng con xin Chúa ở với chúng con và con xin Chúa giúp để mỗi chúng con mạnh mẽ trong ơn của Ngài. Và chúng con bước đi với Chúa, chúng con sẽ sống một đời sống đắc thắng. Xin cho chúng con mang lấy mọi khí giới của Ngài. Xin giúp cho chúng con để chúng con biết sử dụng những cái khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng con đứng vững và chúng con cự địch cùng ma quỷ để chúng con có thể đem lại sự chiến thắng, đem lại cái sự cứu rỗi cho nhiều người. À, nhiều người sẽ được giải phóng khỏi cái quyền lực của ma quỷ. Xin Chúa thăm viếng, xin Chúa ở với chúng con. Con dâng hết tất cả mọi điều trong tay của Ngài. Và nguyện Chúa thăm viếng và sử dụng đời sống của chúng con. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện. Trong danh Chúa giêsu Christ. Amen.